Xin chào tất cả quý vị các bạn đến với chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Ngày hôm nay xin mời quý vị các bạn cùng đến ghé thăm một cái công trình nhà rất là đặc biệt với cái phần diện tích mặt tiền là 14 m nhân chiều sâu nhà là 8 m. Với cái phong cách thiết kế mở như này thì không gian trong toàn bộ công trình rất là thoáng và mát. Mời quý vị các bạn cùng tôi từ từ tiến vào bên trong để khám phá những cái công năng bài trí bên trong của công trình này. Ở đây thì có một cái cửa phụ ra bên ngoài và cái hành lang đi ra ngoài vườn. Toàn bộ phần phía trước mặt tiền thì được ốp gạch trang trí. Và hệ cửa công trình là cửa nhôm sinh pha. Cửa giả vân gỗ. Cái kính trong suốt nhìn ra bên ngoài khiến không gian công trình nó sẽ mở hơn. Ngay khi bước vào sẽ là khu vực không gian phòng khách của gia đình với cái hệ trần thì được sơn bình thường, không đắp thạch cao và ốp gỗ. Sàn nhà thì sử dụng cái giấy dán rất là đẹp. Mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng cái không gian phòng khách, khu vực để tủ đồ trưng bày của gia đình, những cái kỷ niệm đồ vật trang trí khi mà gia chủ có dịp đi du lịch sưu tầm được. Ở công trình này thì phòng khách sử dụng cái hệ bàn ghế sofa giúp không gian trẻ trung và hiện đại hơn. Còn ở phía trước mặt quý vị các bạn đây là cái khu vực bàn ăn của gia đình. Từ khu vực ghế sofa đó nhìn ra bên này sẽ là cái góc giải trí rất là nhỏ và xinh. Công năng phía bên dưới thì không có phòng ngủ, chỉ có những cái phòng chức năng của gia đình. Khu vực phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và phòng ăn. Toàn bộ các bậc cầu thang đây thì được thiết kế với cái chiều cao bản bậc là 16,5 cm. Khu vực cầu thang rất là thiếu sáng nên là các kỹ sư đã đưa vào đây cái hệ cửa sổ với 4 ô kính chạy dài khiến toàn bộ không gian bên trong nhà nó gần gũi với thiên nhiên hơn rất là nhiều. Bởi vì xung quanh nhà của gia chủ là toàn bộ không gian vườn, đất, ao rất là đẹp. Toàn bộ lan can cầu thang của gia đình thì sử dụng cái tay vịn bằng inox và cái tấm kính chắn an toàn. Tiến lên trên khu vực tầng 2, đây là cái sảnh chung chia đi các phòng. Giới thiệu đến quý vị các bạn cái công năng bên trên khu vực tầng 2 này thì chia ra bao gồm có 3 phòng ngủ và một cái phòng khách phụ với cái ô kính chạy dài, view ở bên ngoài rất là đẹp. Trước tiên xin giới thiệu đến quý vị các bạn cái không gian phòng ngủ số 1 của bé gái, được sơn màu hồng rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Phòng với cái diện tích là 16 m². Như quý vị các bạn có thể thấy, gió và ánh sáng vào bên trong nhà rất là hợp lý. Toàn bộ phần không gian bên trong không cần phải sử dụng đèn nhân tạo. Còn tiếp theo đây là phòng ngủ số 2 trên khu vực tầng 2. Phòng ngủ này thì của bé trai, rất là gọn gàng và lịch sự. Bé cũng lớn rồi thì cũng cần có một cái không gian học tập yên tĩnh. Ở đây thì phòng được thiết kế lấy gió ánh sáng với cái hai cái ô cửa phun kính tự nhiên, giúp không gian bên trong nhà luôn luôn đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Như thế thì các bé sẽ có cái không gian học tập tốt hơn vào ban ngày. Mời quý vị các bạn cùng tôi tiếp tục đi sang khám phá những không gian tiếp theo. Ở trên này thì có một nhà tắm và nhà vệ sinh. Toàn bộ cũng đã được tính toán thiết kế trước nên là rất là gọn gàng. Với cái phần không gian đất rộng, các kiến trúc sư đã dễ dàng tối ưu hóa công năng sử dụng ở công trình này. Còn đi sang bên khu vực đây là cái phòng khách phụ của gia đình. Phòng này thì có cái view rất là đẹp, nhìn ra bên ngoài sân và bên kia là cái vườn của gia đình. Ngày nay thì rất nhiều các gia đình hiện đại đã đưa cái hệ cửa phun tận xuống nền. Như thế thì nhà nó sẽ hiện đại hơn rất là nhiều. Đây, từ góc độ này có thể nhìn ra bên phía bên ngoài sân. Tôi sẽ kéo rèm cho quý vị các bạn thấy.
Đây quả là một cái nơi gặp gỡ và giao lưu bạn bè rất là tuyệt vời. Phía bên kia cũng có một cái ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lấy full ánh sáng ở bên trong nhà. Đây phần này bên này thì nhìn ra bên ngoài vườn, không gian xanh mát xung quanh, nhà mang đúng tính chất biệt thự. Mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng kỹ. Còn đây là cái không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì có cái diện tích là 16 mét vuông cũng như hai phòng ngủ vừa rồi. Để tham khảo được thật nhiều hơn nữa các mẫu nhà đẹp của công ty thiết kế nhà đẹp Green thì quý vị các bạn có thể vào website của công ty 1001mẫu nhà đẹp.com. Ở đó đội ngũ kỹ sư kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green đã tổng hợp rất nhiều những cái mẫu nhà đẹp từ nhà vườn cấp 4 cho đến các công trình biệt thự, nhà ống, nhà lầu phố. Hoặc là để tiết kiệm thời gian thì quý vị các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại hotline công ty 0386 325566 để được tư vấn trực tiếp cũng như giúp quý vị các bạn hiểu rõ hơn về cái ngôi nhà mơ ước của mình. Bây giờ xin kính mời quý vị các bạn cùng tôi lùi lại và quan sát thêm một lần nữa cái công năng sử dụng bên trong của ngôi nhà này để quý vị các bạn có những cái ý tưởng tham khảo trước khi xây dựng một căn nhà mơ ước. Cũng trong video này thì xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng nhà đẹp của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Cảm ơn tất cả các khán giả đã luôn yêu thích và đồng hành cùng công ty thiết kế nhà đẹp Green. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để gửi đến tất cả các quý khách hàng trên toàn quốc những cái mẫu nhà đẹp và hài hòa với thiên nhiên nhất, đúng như tiêu chí của công ty nhà đẹp Green. Mời quý vị các bạn cũng tiếp tục theo dõi tổng quan mặt tiền ngôi nhà này thêm một lần nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video. Chúc tất cả quý vị các bạn thật nhiều niềm vui, thành công hơn nữa trong cuộc sống này. Chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp của công ty thiết kế nhà đẹp Green đến đây là kết thúc. Quý vị các bạn cần tư vấn thiết kế xây dựng thì hãy liên hệ ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Nhà đẹp Green không ngừng sáng tạo.